Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Mới đây, Pháp hối thúc các đảng kêu gọi người ủng hộ kiềm chế sau khi hơn 50 nhà hoạt động và ứng viên bị tấn công trước ngày bầu cử Quốc hội vòng 2. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin ngày 5 tháng 7 nói trong cuộc phỏng vấn với đài BFM TV, cuộc bầu cử lần này không quá dài, nhưng chúng ta đã ghi nhận 51 trường hợp ứng viên chính thức, ứng viên dự khuyết và nhà hoạt động bị tấn công. Ông nói một số vụ tấn công nghiêm trọng đến mức nạn nhân phải nhập viện. Ít nhất 30 nghi phạm đã bị bắt liên quan các vụ bạo lực chính trị trên cả nước. Bộ trưởng Darmanin cảnh báo, nước Pháp đang chìm trong bầu không khí bạo lực chính trị khi những vụ tấn công nhắm vào cả phe cánh tả lẫn cánh hữu. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, vẫn còn quá sớm để xác định xu hướng trong các vụ tấn công. Một số sự việc xảy ra do một vài cá nhân giận dữ bộc phát, nhưng cũng có những vụ tấn công được thực hiện bởi người hoạt động chính trị thuộc phe cực tả hoặc cực hữu. Vừa qua, phát ngôn viên chính phủ Pháp kiêm Thứ trưởng chuyên trách đổi mới dân chủ Priska Thévenot cùng thành viên nhóm vận động tranh cử đã bị tấn công vào ban đêm khi đang dán áp phích bầu cử ở phía tây Paris, khiến 2 người phải nhập viện. Cảnh sát đã bắt 4 nghi phạm trong vụ tấn công. Marine Dauchi, ứng viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia RN đã tuyên bố ngừng tranh cử vì lo ngại cho bản thân và gia đình sau khi bị một người bán hàng tấn công tại khu chợ ở Savoie. Nicolas Kanker, ứng viên đảng Người Cộng hòa LR, cũng thông báo bị hành hung khi phát tờ rơi bầu cử ở Cherbourg. Chiến dịch vận động tranh cử vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Pháp đã kết thúc hôm 5 tháng 7, cách một ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu chính thức mùng 7 tháng 7. Các cuộc thăm dò cho đến nay đều cho thấy Đảng Tập hợp Quốc gia RN theo đường lối cực hữu gần như sẽ trở thành lực lượng chính trị lớn nhất tại Pháp, thậm chí có thể giành được đa số tuyệt đối tại Quốc hội và nắm quyền điều hành đất nước. Các nhà phân tích chính trị tại Pháp nhận định việc Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP và Liên minh Trung sức Ensemble của Tổng thống Emmanuel Macron quyết định vận động tổng cộng hơn 200 ứng cử viên của mình về thứ ba ở vòng 1, không ra tranh cử tiếp tại vòng 2, đã phần nào giảm bớt khả năng đạt được đa số ghế tại Quốc hội của đảng RN. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Pháp cho biết vẫn sẽ triển khai 30.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp nước Pháp, trong đó riêng thủ đô Paris là 5.000 quân để phòng ngừa các hoạt động gây rối, nhất là làn sóng biểu tình, thậm chí bạo loạn bộc phát, phản đối lực lượng cực hữu lên nắm quyền đang gia tăng. Nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng hay siêu thị lớn tại thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn tại Pháp đã bắt đầu cho gia cố cơ sở, dựng hàng rào và chướng ngại vật để không trở thành mục tiêu bị lợi dụng đập phá, hôi của những đối tượng quá khích, cực đoan. Xung đột Ukraine làm dấy lên mối lo ngại khắp phương Tây rằng quân đội của họ không đủ đạn dược và vũ khí nếu nổ ra xung đột với cường quốc như Nga. Một số loại vũ khí quan trọng đang thiếu hụt một cách đáng lo ngại. Dù ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây đang tăng sản lượng, các chuyên gia cảnh báo điều này chưa đủ đáp ứng nhu cầu của chính họ lẫn hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine. Chuyên gia Jean Kamburc tại Học viện Lục quân West Point của Mỹ cho biết, lượng đơn hàng vũ khí ở mức thấp trong thời gian dài, nhưng rồi nhu cầu đột nhiên tăng đột biến ở mức chưa từng có kể từ những năm 1940 hoặc ít nhất là những năm 1950 khi chiến tranh lạnh nổ ra. Hồi tháng 1, Lục quân Mỹ ký hợp đồng trị giá 50 triệu đô la Mỹ nhằm tái khởi động dây chuyền chế tạo linh kiện của lựu pháo M777 để gửi cho Ukraine. Đây là đơn hàng mới đầu tiên liên quan đến lựu pháo M777 trong 5 năm qua. Lục quân Mỹ cũng đặt đơn hàng pháo phản lực HIMARS trị giá 1,9 tỷ đô la Mỹ. Lockheed Martin, hãng chế tạo HIMARS, đang tăng sản lượng mẫu pháo này lẫn tên lửa chống tăng. Đức lên kế hoạch chế tạo thêm tổ hợp phòng không IRIS-T, còn Pháp yêu cầu các công ty tham gia sản xuất tên lửa phòng không Aster ưu tiên chế tạo chúng. Theo Timothy Wright, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, mức tăng sản lượng vũ khí so với nhu cầu thực tế cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng và các nước phương Tây chưa phản ứng đủ. Trước tình hình đó, quân đội Nga cũng đẩy mạnh sản xuất vũ khí để đối phó với căng thẳng ngày càng gia tăng trên chiến trường. Theo ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga cho biết, Nga sản xuất hoặc tân trang số xe tăng nhiều hơn 350% so với 3 năm trước. Đồng thời, ông cho biết thêm, hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược ở Nga cũng tăng gấp nhiều lần kể từ khi nổ ra xung đột với Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông Chemezov cũng nói với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong cuộc họp rằng khoảng 80% vũ khí mà quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột đều do Rostec cung cấp. Tập đoàn này được thành lập năm 2007 theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, có sự tham gia của hơn 800 tổ chức nghiên cứu và sản xuất trong lĩnh vực quốc phòng của Nga. Ông Chemezov cho biết, so với năm 2022, việc sản xuất và tân trang xe tăng tại các nhà máy của chúng tôi đã tăng gấp 3,5 lần và xe bọc thép hạng nhẹ tăng 3 lần. Việc sản xuất pháo tự hành tăng 10 lần, trong khi số lượng pháo kéo được sản xuất gấp 14 lần và sản lượng hệ thống phóng tên lửa đa nòng MLRS đã tăng gấp đôi. Cũng theo người đứng đầu Rostec, sản lượng đạn cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tăng 900%, đạn pháo tăng 600% và đạn cho MLRS tăng 800%. Số lượng tên lửa không dẫn đường dành cho hệ thống súng phun lửa hạng nặng đang được sản xuất nhiều gấp 3 lần. Quan chức Mỹ tiết lộ, nước này đang tiến hành nâng cấp máy bay trinh sát và máy bay tấn công không người lái UAV MQ-9 Reaper. Cụ thể, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ, tướng Eric Smith tuyên bố Mỹ đã trang bị cho những máy bay không người lái MQ-9 Reaper các mô đun tác chiến điện tử EW mới, giúp tăng cường khả năng tàng hình của máy bay không người lái tối tân này. Quan chức quân đội Mỹ lưu ý, thiết bị này là một hệ thống hỗ trợ điện tử phòng thủ, có tên là RDESS SOA, sẽ biến UAV MQ-9 Reaper trở thành một lỗ đen và nó có thể biến mất khỏi màn hình radar của đối phương. Ông từ chối đi sâu vào thiết bị mới và cho biết đây là loại vũ khí bí mật nên không thể tiết lộ. Theo các nhà quan sát quân sự, đây có thể là một biến thể mới của Scalable Open Architecture Reconnaissance SOAR cơ bản, cho phép máy bay không người lái phát hiện radar và bộ phát thông tin liên lạc của đối phương ở khoảng cách xa, đồng thời có khả năng cung cấp thông tin nhắm mục tiêu theo thời gian thực. MQ-9 Reaper là loại UAV cỡ lớn do nhà thầu quân sự General Atomics Aeronautical Systems sản xuất. MQ-9 Reaper là một trang thiết bị chủ lực của không quân Mỹ và được sử dụng cho cả mục đích trinh sát lẫn tấn công. Vì là UAV trinh sát nên nó được trang bị cảm biến hình ảnh và camera phục vụ mục tiêu này. UAV này do một nhóm phi công và người vận hành cảm biến trên mặt đất điều khiển từ xa. Trong đó, đội phi công điều khiển quá trình cất cánh, đường bay và hạ cánh, trong khi người điều khiển cảm biến điều khiển camera và thiết bị giám sát. Theo nhà thầu General Atomics Aeronautical Systems, MQ-9 Reaper dài 11m với sải cánh hơn 22m, có thể đạt tốc độ lên đến 442 km/h và bay ở độ cao 15.240m và được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian khá dài. Một số mẫu UAV loại này có khả năng bay tới 34 giờ. Mặc dù UAV Reaper có thể thả bom và phóng hỏa tiễn, nhưng với tốc độ bay chậm và thiếu vũ khí phòng thủ, khiến nó tương đối dễ bị bắn hạ. MQ-9 Reaper là phiên bản mới hơn, lớn hơn của máy bay UAV MQ1 Predator. So với MQ1 Predator, Reaper bay nhanh hơn, có cảm biến tốt hơn và có thể mang nhiều đạn dược hơn, theo một thông báo của Không quân Mỹ. Hiện tại, Mỹ là nước có số lượng UAV Reaper lớn nhất. Theo cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ, lực lượng không quân đã ký hợp đồng mua 366 chiếc Reaper kể từ năm 2007, với chi phí trung bình là 28 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc UAV. Ngoài ra, Anh, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Nhật Bản và Hà Lan cũng đang sử dụng loại UAV này. Các chuyên gia Nga đang nghiên cứu cấu tạo bên trong và nguyên lý hoạt động đạn con M74 của tên lửa tầm xa ATACMS Mỹ cung cấp cho Ukraine. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một chuyên gia vũ khí Nga cho biết đạn con là vật hình cầu màu xanh lá cây, có kích thước như một quả bóng tennis. Vỏ của nó có các phần nhô ra dọc theo một trục. Một tên lửa tầm xa ATACMS chứa 275 quả đạn con như vậy. Theo chuyên gia này, việc mở khoang chứa đạn được thực hiện khi tên lửa đạt độ cao 200m so với mặt đất. Khi đạt khoảng 2.000 vòng quay, các nút chặn ly tâm sẽ tách ra và động cơ quay vào trong. Kíp nổ được đặt đối diện với chốt. Khi va chạm bề mặt, đạn sẽ phát nổ. Ông cũng lưu ý, quả đạn này có hai lớp vỏ, một lớp lót bên ngoài, một lớp vỏ bên trong được làm từ Wolfram và chất nổ. Bán kính tán xạ của các mảnh Wolfram là khoảng 20m. Một số mảnh ở khoảng cách 50m vẫn có khả năng xuyên thủng cánh cửa kim loại. Được biết, trước đó, các chuyên gia Nga cho biết đang nghiên cứu hệ thống dẫn đường và hiệu chỉnh đường bay của tên lửa tác chiến chiến thuật ATACMS. Cụ thể, theo video truyền thông Nga công bố, ghi lại cảnh các chuyên gia nước này mổ xẻ, phân tích cụm thiết bị dẫn đường bên trong tên lửa đạn đạo ATACMS mà Ukraine sử dụng, cho thấy cụm thiết bị dẫn đường của tên lửa có 3 con quay hồi chuyển laser vòng, cho phép quả đạn duy trì quỹ đạo đã định. Ngoài ra, hệ thống này có một anten GPS để điều chỉnh đường bay của quả đạn ở pha đầu và pha cuối. Chuyên gia Nga cho biết họ có thể dựa vào cụm thiết bị này để phân tích hoạt động của tên lửa, trong suốt quá trình bay. Theo cựu đại tá Nga Viktor Litovkin, các chuyên gia nước này sẽ phân tích toàn bộ dữ liệu và tìm ra cách tên lửa ATACMS bay cũng như cách quả đạn được dẫn đường đến mục tiêu thông qua hệ thống GPS, vệ tinh hay máy bay không người lái UAV cỡ lớn. Ngoài ra, sau khi kiểm tra các bộ phận của ATACMS, chuyên gia Nga có thể đưa ra khuyến nghị cho quân đội về cách đánh chặn quả đạn hiệu quả hơn bằng hệ thống phòng không cũng như cách dừng tổ hợp tác chiến điện tử gây nhiễu hệ thống dẫn đường trên đó.